Đứng ở đây phải chắp tay như thế này. Quay ra đây. Quay ra đây. Có tí lửa ấm hẳn lên. Mình có biết đây cái cụ này người ta mời đám chỗ đám ma đấy lại đây. Còn đây cụ là cụ nhà mình đấy này, cụ mày có biết không? Cháu biết đây con biết. Thằng Tùng còn biết, cụ còn quay Tùng cơ mà. Quay Tùng cũng chờ đầu hàng cuối. Cháu cười đấy. Công Tùng đấy. Công Tùng đấy. Công Tùng là cụ đây đấy. Điểm đấy. Sao cháu mà đen? Ông đã để phần tôi đĩa nhá, à một nén nhá. À. Con chắp tay vào con vái cụ đi. Vái đi cháu ơi, cháu vái đi. Đấy, màng quá. Vẫn sống đây. Tưởng mẹ về nhân chính mà. Không, đến đây con lại thế thôi. Thế không có đất nhân chính cho mẹ không? Nhân chính không cố định, nhân chính cho đây đi mà chân chính mà mẹ mẹ không về đây được. Mẹ mẹ về đây chứ. Thôi con nói thế thôi vừa cho con. À, của nhà mình vẫn ngon lành hơn đó. Này là sáng kiến của anh em tớ đấy, không có ốp granito gì hết, cứ thế này là rồi dần dần là sau này hàng trăm năm sau là cũng phải lún không lún hàng chục năm này. Cái đá này càng mưa vào nó càng mềm. Ai cô nào cô nào là mà đúng cái này ta là làm theo kiểu tháp mà visa của Ý thôi. Cái đường đất ở kia hồng ngoài này đây này bác này. Cứ vào ngồi nói chuyện với nhau, chị em cũng cứ ngồi nói chuyện với nhau thì để chúng con làm việc. Không sao ạ, để tí bà con ngồi xuống với các bà mà. Cứ xin phô ảnh trước cái đã. Thợ truyền thần xin phô ảnh trước cái đã. Đấy. Cũng ngồi đó đừng không ngồi cướp ngồi đâu ạ. Chụp ăn trước rồi. Xong rồi thì là người về trước người về sau. Thì là khó. Bây giờ tranh thủ mặt đỏ hết rồi.
Không chuẩn bị nhiều quà đâu ở sân. Đấy, xong rồi cụ ngồi ở sân hơn mọi người đứng xung quanh. Thế còn ban hậu cần thì chốc nữa chụp với cụ sau đúng không? Nền sau hơi khó tẩy. Cậu cứ lấy cho tớ nhiều cái phần cái chụp ảnh này rồi có cho cụ đâu, cho chúng con là chính thôi chứ. Cụ cứ tươi cười phấn khởi. Cái gì cụ để cho con cháu thì cụ cứ để cho nó thoải mái, tươi cười, phấn khởi đi. Và cái tươi. Chờ đi, các hàng đại ca đã rồi, chụp các hàng đại ca xong chưa? Rồi, đồng chí Thọ đâu rồi, đồng chí Đát đâu rồi? Anh 1, 2, 3 xong rồi. Đây đây, cô cứ sắp xếp vào đi, việc chúng tôi làm tôi cứ làm. Lan đâu rồi? Lan! Vào đi! Vào đây! Mẹ vào đi! Lên thì không ấy, lên thì không ấy, lên thì không ấy, lên không ấy! Lên thì ấy, lên luôn! Cô vào đây! Chúng tôi ngồi đi này! Rồi! Chụp đi cậu lưới à cậu Tùng! Xét đi nhanh lên! Còn thiếu cô nữa. Bà lên đi. Có đây. Được chưa đi. Cứ chụp đại đi, thiếu gì phim ảnh mà. Cái chỗ nào nó ngon nhất đây. Cô đáy thẳng đầu. 1, 2. Bác chờ bác ra. Bác Triển. Vẫn vướng bác. Bác ơi, mời bác đi vào trong cửa. Và thiếu ông lưới nhá. Rồi, cái đây chốc xong. Chụp lại. Lưới giờ về rồi, chụp lại. Còn thiếu ông lưới nhiều trưởng. Ông trưởng hết rồi. Bây giờ cả gia đình đi ra không? Bây giờ cả gia đình đá em hai ghế hai bên như nào cái. Rồi, vô tư luôn. Thế thì về bỏ cái ghế sau đi. Không sao. 1, 2. Đây. Cái này quan trọng. Cái này là có khi phải bỏ cái ghế đằng sau kia ra. Từ từ chưa xong. Đá hẳn vào trong cầm. Dây phải thu lại, chân phải thu dày lại, chân thu dày lại. Lộ hết rồi. 1, 2, 3. Rồi. Từ từ. 1, 2. Rồi. Phát nữa, cười thật tươi. Ông đặt ăn nó dưới này. Không trang thì không bị đầu với Hải nó che mất mặt. Đúng rồi đấy. Rồi, đủ chưa? Còn ai nữa không? Nào nhanh. Nhanh, bác vào đây. Còn ai nữa không? Nó khác nữa. Cứ một người cho bác Đát vào được. Tưởng anh Đát. Nếu như này nó xấu. Rồi, 1, 2, 3. Rồi. Đây này, nhìn đây cơ mà bé ơi, đây này, rồi giỏi quá. Đâu? 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 Đâu?
trưởng. Không, tí thì lại cởi ra xong tí lại mặc vào gì đâu mà. Okay. Sát vào tí cho nó đẹp. Cháu ơi, Ngọc ơi, vào đây. Gần, gần, gần. Rồi, còn tí nữa là mày đi dẹp cho múa mà. Vào đi nhanh lên. Vào đi con nhanh lên. Ngọc. Nhanh, 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 nhanh. Bế cái em vào, khẩn trương lên. Máy nó nóng bây giờ. Đây em ngồi bên bác được. Đây ngồi bên kia này. Thôi con miếng. Ok. Một, hai, ba ơi đây. Ba, ba bốn, ơi. Ba, ba, ba. Ông kìa. Ông kìa. Ba. Đó. Nhìn mình rồi. Sẵn đứng bên này. À, ba. Sọc máy lên con ạ. Ba. máy nó để bật từ nọ này hết pin. Con đang sợ con đang chỉnh máy cái nhá. Bà cười thì đẹp chứ mà bà cứ ngậm là lớp nó xấu. Bà cười luôn. Bà cười. Rồi, cô lại phải chụp cái sao cô lại đổi thế này. Cười lên đây. Bà cười lên thì cho cái mũ, cái mũ. Chú cứ cho xuống một tí. Rồi. Cái mũ vàng xong tí. Chuyển ghế nè. Chuyển ghế ra kia. Chứ không cái này là đứa cái này. Một cái cây này đây lên cái cạnh cái chỗ cái. Kia kìa, ở giữa cái hai cái trụ to kia kìa. Cái đoàn cho cái khác. Để cho mua cái mũ dịch lên tí. Chuyển về tiến vào lên này để tôi muốn loại cái ngồi dịch lên tí. Lên quay cái máy tới đi. Không mà quay máy anh đi. Cái máy em hết pin rồi. Hết pin. Mở tướng nọ này. Thế là phải chia cho mỗi người lấy hình của chúng tôi là phải trả tiền kia mà. Cô mà cái áo nắng. Bà cứ nói chuyện tự nhiên. Các bác cứ nói chuyện với bà thế là tự nhiên. Cũng cứ tự nhiên, cô cứ nhìn lên, nhìn lên, cũng nhìn lên. Đấy, như thế được đấy. Tay cũng để. Hay dưỡng quá nhỉ. Thôi đâu rồi, cũng để cái này. Không sao, tôi cũng chụp cái tay đâu mà sợ. Giờ với cái tay này. Cũng cứ chụp cái này đấy. Tay trên này, chứ bỏ đại này. Đấy. Nhìn hơn lên tí, cũng nhìn hơn lên tí. Nhìn lên tí, ra cho bác chiến đây. Cô lấy tôi cứ chiếu. Chiếu.
chuyển cho cái xe ra. Chàng ngồi đây để hai nhìn nhau nói chuyện cho nó vui vẻ. Chiếu đây. Mình đem một bò. Một mình một bò, có biết chưa giờ. Mình một bò. Một mình một bò, xong hai chị em một bò. Không còn mình luôn, nó ngập một kinh, ngập áo đấy. Thái này chỉ sợ cũng nói chuyện đến thông gia đi. Chúng mình. Tí nữa chúng mình cũng bắt đây. Các con đứng đây, tí nữa để cho hai chị em. Hai đại em đã, hai chị em đã. Từ từ từ, cô ơi, từ 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 tí. Cứ tự nhiên các cụ nói chuyện đi. Cháu mà đổi ghế cụ này sang cụ kia người chứ. Một kiểu đổi ghế xem kia nó đẹp. Cứ bày trò cho các cụ cười đi. Ừ. Đấy. Hai cụ ghé đầu với nhau tí. Đấy. Hai cụ ghé đầu với nhau tí. Đấy, đấy, đấy. Chị tình cảm gì hả? Đấy. Tình cảm thì tôi biết. Bà đứng là cụ của vậy đó. Bây giờ hai cụ ghé nha. Ui giời, hai cụ ghé nha, quá đẹp. Đây đây đây, bác để cho bà đây. Có cho đi cho bà một cái dây thử để bà có dây bà có dây bà không? Người cho bà một tí. Không thì một tí. Cụ ghé ghé là cười. Cụ ơi. Rồi rồi rồi. Không nhìn hướng cho con thì nhìn hướng cho bài ngay đây. Đấy 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 đấy, hai cụ nhìn thế là được đấy. Đấy chồng nó lay đấy. Hai cụ cùng cười to lên là tươi không? Cho bác cả đứng giữa. Đứng giữa. Bác cả đứng giữa. Hai chị em ở bên. Thế chị đấy, cô đấy đứng sang bên này. Đấy, giờ. Bác đi bên kia. Đấy, rồi, đúng chưa? Sát vào cơ, ba chị em vào. Ba chị em vào, ra vào. Đầu sát vào nhau tí. Giờ. Đấy, ơi, thế là bụng cũng đẹp quá. Năm vị anh hùng. Đấy, lại được cái cây đấy, có hoa ra nữa được đấy. Có lên hết rồi lên cây. Ba, lên tí bà hết cú. Ba, cái đường lên. Cuốn cái nóc, ông nóc nhà này kia. Cụ nghiêng vào cho cụ thông tí đi. Cụ hai cụ gáp đầu nhau đây, hai cụ gáp đầu nhau đây. Bà đánh ngay lên, bà đánh ngay vào đây. Tươi lên các bà, tươi lên. Bà thuận nghiêng vào đầu vào đi. Gáp đầu, gáp đầu vào đi. Rồi. Đây. Rồi. Từ từ. Chú khoan. Rồi, nghiêng khúc rồi. Cứ liên khúc. Được cái nào rồi lấy cái đấy. Lấy đẹp đấy, đẹp được cả cây dừa đẹp đấy. Cảnh sau đẹp lắm. Cả cây dừa đẹp đấy. Cả cây dừa đẹp đấy. Ở trên cái ảnh cái cây dừa rất đẹp tươi rồi. Đấy. Rồi, thêm hai ông con trai đứng vào đi. Thế không phải để máy thế nào. Thế. Rồi. Rồi, không có gì được cả rồi. Cụ nghiêng mặt nghiêng đầu vào chỗ bà thông đi đấy. Chụp dọc lên phát lấy cả tất cả người. Anh Đát nghiêng đứng lui ra một tí, anh Đát đứng lui ra ngoài một tí. Đấy, rồi cứ thẳng đầu lên, cô đấy thẳng đầu lên. Cười lên, cười. Cười lên. Rồi, bấm thêm vài cái nữa. Cười lên. Bây giờ ông Đát đứng vào giữa, ông Xuyển với ông đó đứng hai bên. Đấy, được rồi, đúng rồi. Đúng thế là được rồi. Không mất tiền tội gì, cứ nháy, cứ nháy, có nháy. Người ta chỉ chụp gọi là, cái gì gọi là. Rồi, sáng rồi. Giờ cụ chụp mình nhá. Yên tâm rồi, bây giờ để cụ gọi chụp mình đã. Cần lấy một cái ạ, tính một ít. Bà, 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 bà,
Bà đi hẳn ra con này vào lẫn tay với Thím. Không, 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 còn đẹp quay chuối cũng không dám cười. Còn đẹp quay chuối cũng không dám cười. Bây giờ chuối rửa cái canh này mát. Chuối rửa một mình bán, bán chuối sớm. Cười chi? À, bây giờ chuối rửa cũng có dám cười. Ngồi đây sao này chuối. Cứ nhẹ nhàng canh thôi. Bây giờ mà canh chưa rửa thì hơi khó đi. Không ăn được phải canh cho nó. Nó cứ chơi chưa rửa. Thế nào cũng rất đẹp. Thế này tươi đẹp không? Đấy được, đấy được. Đấy. Rất tươi cười thoải mái. Tôi từ muốn chịu gần. Không, yên tâm. Rồi. Ui sao? Thế là cầm vào vai bà thôi, nó thoải mái lắm. 2, 9, 6, rồi. Thiếu nhìn con, cô nhìn chờ tôi đây này. Nhìn lên này, nhìn lên đây, cũng tươi lên, cũng tươi lên. Rồi, rồi. Rồi, con có cháu. Rồi. Ba người à? À, rồi. Mai kia, mai kia thì bây giờ. Xin là chắc phải trả tiền cụ đấy. Cụ trả tiền cụ chi chứ? Trả tiền cụ chứ. Cụ chi chứ. Rồi, cháu thấy nào, ra rồi, cụ đi con nhá, cười lên tí cụ ơi. Cụ cứ cười lên chủ bằng gặp cho cháu sướng rồi. 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 Tránh ra. Cụ nhìn con. Nhìn con, bác gắt ra nhìn tôi nhá. Nhìn lên thì kia lên, nhỏ mặt lên kia lên đi. Bác cái phải ganh người bên đây, bác ganh ra, bác phải ganh người bên đây. Bác nhớ thì ganh người bên đây. Từ từ, từ từ. Cụ hơi, cụ dướn người lên một tí. Ngồi trông lên. Rồi, đấy, dướn nó cao người hơn. Bác đắt nghiêng vào tí. Nhìn vào máy rồi, nhìn vào máy rồi đó. Rồi, đấy. Tôi phải sang bên này chứ không nó vướng cái. Cần đến em gì. Người ta về, người ta quay phim, người ta nói mãi, người ta cho. Bác đắt vào bên. Bà lại một thế chứ. Bác Hoành bác xin hình mình, bác phải trả tiền mình. Người đấy. Phải nhìn con chứ. Cô phải nhìn vào con đây này. Rồi, hai vợ chồng bác Hiển vào đây đây. Để chốc cả nhà. Phải nhìn con cụ nhá. Mấy trăm đấy. Ít đâu. Giờ mấy cứ 5.000 một bộ tính. Giờ nó không tính là 5.000 đâu. Cứ mỗi một cái ánh sáng ấy là 5.000. Cứ nháy nháy là tiền đấy, cứ chuẩn bị. Ôi thế thì hoàn lại cái lì xì qua cho Hoành thì bác ấy đi. À, cô nhìn con nhá. Cái này là phải lâu dài đấy, đẹp rồi đấy. Rồi yên tâm. Cô ngánh vào thì cái đây tí rồi đấy. Thì nếu lâu dài lâu thì cô phải thấp xuống một tí nữa. À, thấp xuống chân nữa. Hay em ngồi ghế xong. Ừ, có em ngồi đi. Ừ, đã chạy nhờ như thế thì tốt. Đấy, đồ kia kìa. Quỳ vào cái ghế kia kìa, thì nó cao lên tí. Không, không xỉa đâu. Đấy, đấy. Ghê sắp rồi, ghê đây. Đây, đây. Đây mà con gái ở đây cả muốn chả có được. Bây giờ người ta chắp vào được không lo? Chắp được. Chắp được, chắp được hết. Thế nên là không quá cái gì người ta chắp được vào hết. Quang vào chung đấy, quang vào chung với bà ăn đi ăn. Quang vào đây mày. Quang vào đấy. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Quả này quá đẹp. Đấy, đi đây, đi đi. Thế là mình ăn, bác xin là mình ăn. Đi vào. Lắm mảnh lắm. Yên tâm. Lắm mảnh lắm. Cái cây rửa đi hay nhé. Cái cấm đâu.
cô em gái phải chụp chân đường hoàng chứ. Tại đây hắn không phải thật là phải tiền. Cổng cứ lấy một cột với cái chậu hoa trên cổng rất là đẹp đấy. Nhé. Sao lại cô lại quay đầu ra? Thôi, em đó. Ừ. Chứ cô phải nghiêng đầu ngả vào vai mẹ. Thế được rồi. Cháu vào thôi. Làm xong rồi. Thế là lên cả nhà cho là xong rồi. Lên với cụ đi. Quang vào đi. Rồi, bây giờ phải cháu cầm lên cho cái này các bác. Nhìn cái lỗ này nhé. Nhìn thế nào. Dạ, rồi. Bấm nút nào? Bấm nút này. Giữa này. Bấm giữa đấy, khoan đã để cứ bấm phát để có xe này. Rồi, từ từ một cái đã. Thế nào của mày để lệch của tao không đúng không? Dạ dạ dạ. Mày phải căn cho tao đủ người vào chứ mày. Vâng. Bây giờ tất cả người vào về thì ngồi, đấy. Ngồi ngang, bấm. Ngang, bấm một phát, bấm hai ba phát liền. Vâng. Lui sát coi kia, sát coi kia. Cái nó thẳng nha bác thử thế nào. Không cần chỗ này, không cần lấy chân, chỗ này lấy từ tay bà trở lên thôi nhé. Nhìn cho đủ tất cả người mà. Rồi, được rồi. Đó này, đó này, cái luôn này, vài ba cái không sợ. Thôi, để tôi ra tôi kiểm tra. Lạch rồi, lạch. Đấy, đấy, xem. Ôi giời ơi. Là ghế kìa. Anh nhìn thấy tất cả chưa? Ghế nó quăng nhá. Dạ. Ghế trước mặt đấy. Cháu lạch. Nhìn thấy nó vuông mà. Có tất cả chưa? Anh cứ xoay cái máy đi, tất cả có người đang chụp. Có người là chụp. Cứ nháy một hai cái liền, sợ gì đó. Nháy đi, không có tiền rồi đó. Không có tiền nữa mà. Cứ nháy tiếp tục. Đấy, xem cháu như này. Rồi. Từ 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 từ. Có mình ở trên đấy, thì mình phải chắc ăn chứ. Căn sang bên này tí nữa nha. Bây giờ ông đấy, ông đó chuyển sang bên này đi. Rồi. Chứ không thì bên đấy tối, tôi vào đấy nó sáng. Rồi nhá. Tí trong đây này, bác sẽ vào chỗ này. Nhìn cái nó căn là. Nhìn đi. Dạ. Cứ ngay luôn đi. Rồi, để kiểm tra cái đã. Cũng là không có tiền nghiện rồi. Được rồi, tăng cường hai ba cái. Tăng cường hai ba cái đây đây. Cứ bấm lên. Tăng cường lên. Đưa ra một tí. Đưa ra. Đấy. Thế vì sao các cụ mà đến lúc mà đi cụ phiếu bây giờ chúng ta dựng dậy chụp hơi khó chứ đừng nói được. Giờ người trông khác mặt cười thoải mái. Thôi bây giờ cháu vào đây bác chụp cô. Mày đứng vào đây. Mày đứng vào cái chỗ đấy. Không, mày phải đứng trong bên này thì trông tối bên đây. Được rồi, đứng sát lên. Không, sát vào cậu đó. Rồi. Hôm nay đúng 90 nọ mất. Từ từ. Cứ cười cho thoải mái đi. Không nọ chưa chính xác. Không nọ năm cũ. Năm cũ này mới là năm mới. Năm mới đầu năm. Rồi, cảm ơn hai cụ. Bác cao lên một tí. Mình là con làm cháu mà cứ thức lên một tí. Nghiêng đầu vào bác cái tí. Nghiêng vào bác thì nghiêng vào bác. Nghiêng vào bác thì nghiêng vào bác. Nghiêng vào bác. Sao đấy bác gọi anh. Từ. Không phải cụ nghiêng vào bác cơ. Thế bác giờ bác nhến quỳ à? Cũng phải quỳ. Thằng đứng bác đâu bác thứ thằng này mày đứng chụp bác mày chụp cho bác mày anh em đứng vào đi mày nhà mình bố đi nhà mình không anh đứng trước đấy anh đứng đây đó. Thế này rồi đó. Ừ. Thế chồng tớ sẽ đứng vào sau cô gái nhá. Sẽ đứng chỗ cô gái nhá. Để sẽ chỉnh cái đấy. Cháu muốn đâu cả quỳ hai em quỳ. Phục. Giờ quang chủ cho mình đưa đứng vào sau. Thôi phải chỗ bên này chỗ bên kia có cái cổng tương thích. Rồi. Con gái gì thì tao luôn mỉm cười. Đấy. Thế này. Xong sẽ dọc thế này một phát nha quang nhá. Dạ dạ. Nghiêng ngang một cái này chụp bắn vài phát này. Vâng. Không dọc cái này bắn vài phát này. Dạ, dạ. Thế bây giờ cái đầu ông đát cao lên một tí này. Rồi thế được rồi. Đấy, đẹp quá. Thế là đẹp rồi. Thế tôi sẽ đứng vào sau cho ông đát. Rồi giờ này nhá. Được chưa? Rồi. Đây. Nhá, cho nhìn đủ tất cả mọi người. Đứng chỗ bác này. Tiến lên tí nữa. Cho nó cân vào là được.
nhìn qua cái mắt đủ người chưa? Ai lầu lệch nhau chính cho ta cái ra. Được chưa? Được, vấn đề tiếp đi. Ta kiểm tra cái đã. Đứng yên cho bác kiểm tra. Không sao, không sao. Ơi giời ơi, mắt hết mặt chúng tôi rồi. Anh xem cái này nhá. Mất mặt hết ông Xiển này. Đấy. Từ đây trở lên này, cháu phải nhìn qua cái lỗ này, mắt cháu phải nhìn vào cái lỗ này. Nó có người cháu đấy. Mà. Có người đấy, nhìn. Không mất hết mặt. Đấy là nhìn thấy được mất. Nhìn thấy được chưa? Bác như hai bác cậu biết à bà? Rồi, tôi kiểm tra cái đã. Rồi được, cái đấy được, xong cái đấy xong quay chụp ngang. 2 phút nữa xong rồi xong ngang ngang cái. Ừ, chụp cái này nào, anh em mình chụp lại nào. Có gì ghé vào. Ghé vào, bà cười lên nào. Bà cười lên. Bà cười lên. Đấy, đẹp rồi. Dọc ra. Dọc máy ra. Ngang. Dọc máy nào. Dọc, dọc. Đi buông nữa đi. Buông nữa đi, buông nữa. Rồi, 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 rồi. Đấy. Đủ người chưa? Đủ chưa? Rồi. Ừ. Ông anh đây kiểm tra thế nào? Kiểm tra cái chân chắc ăn cái cả. Rồi, ông bác về cái trước. À, bác về cái trước cái gì? Vâng, cái này bác vừa đi rồi. Bây giờ bà. À, đấy, phụ không? À. Bây giờ phụ xồm ra. Ra đây tớ bảo. Phụ xồm ra. Rồi, để tớ làm một khăn nữa. Ra bạc hai cầm đường như thế. Cứ thế này thôi. Kim cười nhá, kim cười lên. Cháu kiểm tra cái đã, từ từ. Quay trang vào đây. Người bà ấy lật. À. Người bà ấy là bộ chính bà như người nào? Giờ, bây giờ bây giờ bây giờ bác chỉ cái tay nhé. Vâng, vâng. Cái tay. Từ từ chưa đến lượt, chưa đến lượt. Xem cho bạn nhé. Nhớ lên, chú bạn. Bà hơi nghiêng vai về bên bác đán một tí. Được rồi, thế được rồi. Anh cứ ngắm vào trong, mình ngắm vào nói chứ. Bấm vài phát thì nó sẽ chậm rung, cho chậm rung. Rồi, rồi. Nhưng đi. Rồi, chú cho mẹ rồi. Con cái hà nhưng cái. Chú rồi. 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 Rồi, cua, xong rồi. Rồi, cái này vẫn chạy à? Vâng, cái này kệ nó cứ quay. Kệ nó cứ quay, cứ đi. Bác cứ để, đừng rung. Đấy, kệ nó. Thì mình biết cái chỗ đấy, kệ nó. Nó cứ quay. Cái này dàn xếp được hình kệ đấy chứ. Rồi đấy. Con kia quay đây. Đây đây, nhìn đây, nhìn đây. Quán quá, này gì nhỉ? Tết gì mà đấy kìa. Ra bà bố, bà quay chơi vũ đi. Nhá. Qua hai mẹ con này. Cầm lấy thì bà cho cầm như bông chuyện. Thôi thì xin nhá. Đây. Đâu có đâu. Ừ. Nhìn đông nè. Nhìn đông nè. Nhìn máy kia đó mà. Bà đấy quay rồi. Cho nó quay ra đây. Trang này, bà cho này. Trang ơi, đây này, Trang ơi, đây. Có đi kẹo không? Đây, kẹo này. Đói. Thằng đấy. Rồi. Rồi, đấy, Trang rồi. Đây, Trang mới mang ngôi này. À, thôi thì tao cứu bà. Đấy, bà có tao rồi. Em lấy cái cử này đâu. Tôi với bà cái này không vừa chứ không được rồi con. Con ra đây vậy ngay. Rồi, được rồi, đã. Mày chụp cái bà kiểu đi. Rồi, sát vào, được rồi, dưới này. Đừng bên mặt bên khác. Dạ. Dạ. Cái cháu bác chụp cái cháu kìa. Dạ. 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 Cháu có nút đi, còn thêm. Thêm gì? Cái gì cô con cháu phải thấp xuống tí nữa cơ. Thấp xuống rồi, thấp nữa chứ cơ. Thôi. Học không vào. Học đứng vào kia. Học đứng vào đây, học đứng vào nhà này. Đứng vào đây mất tiền đi con ạ. Cái hà tiến lên tí. Thằng cu con vào về đứng bên này đi, không được chống con. Đang xuống ở chỗ. Chỗ em kìa. Rồi, lại chỗ đấy. Đúng rồi. Ôi giời ơi, đẹp quá. Ui, cười lên.
Bỏ tay túi quần ra. Bỏ tay ra. Mày nay đi ra ngõ gặp dai chứ đùa đấy à? Mày đi huyện mới chụp được kiểu hình đó. Được bao tiền đấy? Ôi trời ơi, đẹp không? Có nó nhìn đấy. Rồi. Quá đẹp. Cú đi cú. Thùng bấm này. Mà ngay và thẳng lên đây. Và đâu có áo đẹp. Mới mua. Áo nào mới mua, áo thừa 90 của người ta cô. Nói mà áo đâu. Hai bộ, bộ kia trong nhà. Bộ 580. Bộ bà Thông vừa mượn đấy. Bà Thông vừa mặc. Tí vào cho quay luôn cái này. Không có cáp chuyển sang. À, không cáp à? Cáp chuyển sang đây. Quá đẹp chứ nhỉ cậu nhỉ? Quá đẹp chứ. Rồi. Cũng như mua thắng người tí. Thắng rồi, thắng mua cổ tí. Con vào con xin chỗ cái ảnh chỗ bàn thờ. Con chụp cái mặt cũng không nghiêng sao chứ chụp cái này trông nó ô nhiên lắm. Rồi. Rồi, bây giờ cụ quay. Phải tiến cho con. Không sao, điện của con đầy đủ. Điện của con sáng tận bên trên. Nói chung với cụ sáng tận đỉnh trên kia. Thế cả. Điện sáng. Có cái này hơi tối thôi. Cụ nhìn con. Cụ nhìn con. Không đi ạ? À? Đi gửi hạ cô nghe cơ. Không, đi hạ cô nghe. Rồi. Cắn nha. Vâng. Cũng đứng nghiêng đâu mà tí mà chụp cả. Vâng, đứng nghiêng cho con đây, cũng đứng nghiêng quay. Đứng nằm bên đây, đứng nằm bên đây. Đứng nằm bên đây. Vâng, rồi, rồi, đứng nghiêng, thế thôi. Nhà kia bên kia đi. Đúng giờ, thốc lên kinh quá. Thức lên sợ thật ý. Cụ quay vào cụ soạn soạn cái gì tí không đợi cụ lại quay ra. Bây giờ điện nó yếu rồi cho nên không bắn được nhanh như cũ. Cụ cứ đặt lên đi. Rồi. Hôm nay là thoải mái đã nhỉ. Bây giờ hết kinh 800 kiểu cơ. Thì lấy vài kiểu chứ 800 kiểu lấy vài kiểu ấy. Hết điện chứ không sợ hết phim. Ừ. Được bao nhiêu lúc đấy. Đi đi vào đây. Bác cho tôi bước quay ở đấy nha. Rồi là không chắc. Rồi. 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 Cứ vào đây để cắt kim
Sòm còn tối hơn nhiều chứ. Mày giỏi mày làm. Lên hình đấy.
đây nhìn cái bát cái vải cả này. Ngồi đây xin phụ cái bát lại, ngồi đây lấy tim cứ chi không. Nào các bác cứ ngồi đây đi. Thôi tôi chuyển cho khác. Lấy gì bốc mùi cả đi. Con này làm to à? Con mua nó cặn. Nó mua cặn lên hình đêm mai nó mới xếp. Nhưng mà cái chỗ này hay nhất, chẳng đùa. Tôi phải nhớ để tôi còn tôi cứ ngồi đấy cứ ngồi kính kính ngồi đấy không mà chạy ra nó mất này màn trên màn hình đấy. Là nhà cô bắt đầu tháo này chỉ cần không chỉ sắp cứ cần con không nhớ ngoài dạ không đây rồi quả mua mấy ngày này lên thì lên hình này. Đấy. Ủa, cho kê bàn ghế ngồi thế nào? Ghế. Đây là nó hay. Ngồi ngồi trên đây này. Chứ quay phim là nhớ nhắn về cái. Chứ quay là gì nữa. Bây giờ nó mới bắt đầu lên đi. 7 giờ tối, 5 giờ mà 7 giờ rưỡi tối, giờ này 7 giờ rưỡi. Chưa ra về nhà, giờ lên khách sạn. Đã tuyên bố đâu, đã giới thiệu đâu. Đi cầm mâm nhà nó. Cầm mâm nhà nó, một thằng mới đợi từ 5 giờ, 7 giờ men. Cứ ngồi uống bia từ 5 giờ. Bé lắm vậy con đi. Cái này là cái gì nè? Dưa. Cho tôi một quay nhé. Còn một bát tối thì tôi buổi dài tối ai thì tôi bận tối. Bận tối muộn muộn lúc mà giờ tôi mới về đây. Biết là bao nhiêu sợ bao nhiêu làm mặc đắt là bà ông kia không ai muốn mình bàn mà làm mình vật quả nhưng mà phải muốn nộp được luôn mà. Không yêu cầu rau tôi phải chuẩn bị nhiều mực rau. Em nổ em rau cải. Ba mực rau, rau cải luộc, thu hào luộc, rau riếp, rau cần, bốn loại rau. Súp của cô chú nào mà cô nhé? Đây nhỏ. Đây đây, súp lên. Trên này không súp, ăn gà không súp. Dương tình là bài một mâm. Không tách đôi ra thì nó thiếu. Thôi, thế thôi. Làm lại. À, đâu, nhưng mà chưa quất. Ê, ôi giời ơi. Quất kia. Tôi khối quất.